Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Các bạn thân mến, một cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam đã từng nhận định như sau. Các cuộc tấn công bất ngờ của các đơn vị đặc công cộng sản là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất và đáng sợ nhất đối với quân Mỹ ở Việt Nam. Ngay cả đến anh Tẩu Khựa vốn quen thói vỗ ngực tự xưng quân đội của nước mình vô địch, cũng phải dành những lời đánh giá cao cho đặc công Việt Nam. Thật vậy, vừa qua trên trang báo Sina của Trung Quốc đã cho đăng tải một bài viết rất dài để phân tích và nhận xét về lực lượng đặc công của nước ta sau đây. Sau đây thì chúng tôi xin dịch bài viết này cho quý vị và các bạn nghe. Báo Trung Quốc đã viết, đặc công Việt Nam cũng còn được coi là bộ đội đặc biệt tinh nhuệ, là một dạng lực lượng đặc biệt, đảm nhiệm các nhiệm vụ chiến lược, chiến dịch, chiến thuật. Lực lượng này đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực chiến phong phú và tạo ra nhiều chiến tích hiển hách. Từng có chuyên gia căn cứ vào sức chiến đấu của các lực lượng đặc biệt trên thế giới rồi tạo ra một bảng xếp hạng. Điều khiến người ta kinh ngạc là đặc công Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 7 sau các lực lượng đặc biệt nổi tiếng thế giới của Mỹ, Anh và là lực lượng đặc biệt duy nhất ở châu Á được xếp vào trong danh sách này. Bảng xếp hạng này đã phản ánh chính xác thực lực của đặc công Việt Nam, bởi vì lực lượng này xuất quỷ nhập thần, lai vô ảnh khứ vô tung, khiến cho quân đội từng giao chiến với họ cảm thấy hoang mang, sợ hãi và gọi họ là B-52 của Việt Nam. Đặc công Việt Nam hình thành từ trong kháng chiến chống Pháp. Hồi đó, các chiến khu ở Việt Nam tổ chức ra một số phân đội nhỏ tinh nhuệ và gan dạ để làm các nhiệm vụ đặc biệt. Những đơn vị này chuyên tập kích vào các cơ sở trọng yếu của quân đội Pháp, khiến cho đối phương ăn không ngon, ngủ không yên. Tháng 9 năm 1951, đại đội đặc công đầu tiên được thành lập mang tên một người đảng viên đã hy sinh là Nguyễn Văn Nghĩa. Năm 1964, để phát huy hiệu quả không thể thay thế của lực lượng đặc công, quân đội Việt Nam đã đem các đơn vị đặc công nhỏ ở các chiến trường tập trung lại, tạo thành một đơn vị lớn cấp sư đoàn, với sư đoàn chính thức đầu tiên là sư đoàn đặc công 305. Năm 1966, một nhánh đặc công khác được thành lập, trung đoàn đặc công nước 126, trực thuộc Hải quân Việt Nam. Vào ngày 19 tháng 3 năm 1967 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Đặc công chính thức được thành lập để lãnh đạo Bộ đội Đặc công, đồng thời Đặc công trở thành một binh chủng độc lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Việt Nam. Trong thời gian chiến tranh chống Mỹ, thì Đặc công Việt Nam đã thực hiện một cuộc du kích chiến trường kỳ nhằm vào các cơ quan đầu não, các cơ sở trọng yếu, các cơ sở hậu cần quan trọng của quân đội Mỹ để tấn công. Theo số liệu thống kê trong kháng chiến chống Mỹ, Đặc công Việt Nam tổng cộng đánh 19.329 trận lớn nhỏ, tiêu diệt hàng vạn quân đối phương, phá hoại hàng trăm sở chỉ huy, sư đoàn, lữ đoàn các cấp của quân đội Mỹ và quân Việt Nam Cộng Hòa, đánh phá hàng nghìn chiếc máy bay các loại, đánh hỏng và phá hủy 3.140 xe tăng thiết giáp, cùng với 3.862 khẩu pháo, 53 bộ radar, đốt phá 3,8 triệu tấn bom đạn, đồng thời tiêu hủy gần 1,7 tỷ lít xăng dầu trên sông biển. Thì đặc công nước Việt Nam đã đánh chìm và đánh hỏng hàng ngàn chiếc thuyền, phá hỏng 326 cây cầu quan trọng. Đặc công Việt Nam qua các trận đánh cũng thu được rất nhiều trang bị vũ khí, đạn dược và các vật dụng quan trọng khác, cũng khiến quân địch nghe danh cũng hoảng sợ. Như trong thời chống Mỹ, lữ đoàn trưởng lữ đoàn dù 3 của Việt Nam Cộng Hòa khi bị bắt đã từng rụt rè nói, chúng tôi sợ nhất ở các ông là pháo kích và đặc công, vì pháo của các ông bắn chính xác, còn đặc công thì xuất quỷ nhập thần, hễ gặp họ muốn trốn cũng không được. Nếu các ông đem cả hai thứ đó ra dùng, chúng tôi nhất định không thoát được. Trong các cuộc chiến tranh đã qua, đặc công Việt Nam đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ tác chiến khác nhau, phạm vi tham chiến và quy mô chiến đấu càng ngày càng lớn. Từ buổi ban đầu chỉ làm nhiệm vụ thu thập tình báo và các hoạt động trinh sát phục vụ chỉ huy, sau đó từng bước phát triển, đảm nhận việc tập kích và phá hoại các đường giao thông quan trọng ở sân bay, cảng biển, sở chỉ huy của đối phương, cũng như các công trình hay các mục tiêu quân sự quan trọng. Ngoài ra thì đặc công còn tham gia vào việc tuyên truyền vận động nhân dân hay ám sát các phần tử nổi cộm của địch, hoặc chỉ thị mục tiêu trong pháo binh phòng không, hoặc phục kích các đơn vị chiến đấu của đối phương. Qua thời gian không ngừng rèn luyện, chiến thuật của đặc công Việt Nam đã đạt tới trình độ rất cao, sáng tạo ra một tập hợp hoàn chỉnh cả lý luận và phương pháp về trinh sát, tấn công, phục kích và phá hoại. Tinh thần chịu đựng gian khổ của bộ đội đặc công Việt Nam thì nổi danh cả thế giới. Do điều kiện kinh tế và hoàn cảnh địa lý hạn chế trong thời chiến, khi đi làm nhiệm vụ, họ chỉ mang theo 2 đến 3 ngày lương thực. Những ngày sau đó, họ dựa vào hoa quả hái lượm trong rừng, hay là bắt động vật hoang dã như rắn, rết để làm thức ăn để đạt được yếu tố bất ngờ trong hành động chiến đấu. Ngoài lợi dụng với khí hậu khắc nghiệt hay sự hiểm trở của địa hình, thì bộ đội đặc công còn thường xuyên sử dụng các kỹ thuật ngụy trang đã được phát triển đến mức nghệ thuật. Có khi họ hóa trang thành quân nhân đối phương hay dân địa phương để che mắt địch, mà thu thập tin tình báo,
để hòa mình vào môi trường ẩn nấp. Có khi họ sử dụng các loại bùn đất bôi lên người để chống lại việc đối phương sử dụng chó hay gia cầm làm vật báo động. Thì đặc công Việt Nam có thể mang theo tỏi, muối tiêu hoặc bột ớt để bôi lên áo. Thủ thuật hóa trang, ngụy trang của họ có thể nói là ngay cả loài tắc kè hoa trong rừng nhiệt đới cũng không thể bằng. Đặc công Việt Nam sau khi nhận nhiệm vụ sẽ cử một tổ trinh sát đến mục tiêu để quan sát nhiều ngày đêm. Việc trinh sát này càng vào gần mục tiêu càng tốt. Yêu cầu trinh sát của đặc công là phải thực hiện được 4 điểm sau. Đó là phải đi đến nơi, nhìn thấy rõ, sờ thấy được và nghe thấy tiếng. Sau đó sẽ là bước lựa chọn mục tiêu và mau chóng xây dựng nhiều phương án chiến đấu, đồng thời vẽ bản đồ hoặc các sa bàn mục tiêu. Đặc biệt hơn là họ còn huấn luyện cho từng chiến sĩ đều thuộc lòng từng chi tiết nhỏ trong nhiệm vụ. Trong lúc hành động, đặc công Việt Nam vận dụng nhiều thủ thuật như tập kích, lẻn vào đánh bất ngờ hay là nghi binh lừa địch, hoặc ẩn nấp chờ đợi. Họ xuất kỳ bất ý đánh vào đối phương, nhưng nếu gặp phải bất lợi hay đối mặt với nguy hiểm, họ liền nhanh chóng cởi bỏ quân phục, hóa quân vi dân và rút nhanh khỏi mục tiêu. Đương nhiên, nếu tất cả các biện pháp trên đều không dùng được, thì họ sẽ tìm tất cả những cách để họ có thể ẩn thân tại địa phương đó, đợi cho đến khi nào cần hành động thì mới lại tùy cơ xuất hiện. Sau khi kháng chiến chống Mỹ kết thúc theo yêu cầu của tình hình, thì Việt Nam vẫn không ngừng mở rộng và phát triển lực lượng đặc công. Cho đến nay, Bộ đội đặc công Việt Nam đã phát triển thành một binh chủng với nhiều bộ phận chuyên nghiệp khác nhau, nhưng có trình độ tác chiến thống nhất và có chiến thuật đa dạng. Hiện tại thì đặc công Việt Nam có 13 trung đoàn và một lữ đoàn đổ bộ đường không với tổng quân số trên 2 vạn người. Bộ đội đặc công Việt Nam hiện nay tổ chức tối đa là các trung đoàn hoặc các lữ đoàn, mỗi trung đoàn biên chế 1.600 người, chia thành 3 tiểu đoàn, cùng với các đại đội trinh sát và các lực lượng quân y trực thuộc. Mỗi tiểu đoàn đặc công biên chế là 400 quân, chia thành 3 đại đội và các trung đội trực thuộc như trung đội trinh sát, hỏa lực thông tin. Mỗi đại đội đặc công lại chia thành 3 trung đội, một trung đội biên chế 3 tiểu đội. Từ ngày thành lập đến nay thì đặc công Việt Nam luôn là con át chủ bài trong tay các cấp chỉ huy quân đội của Việt Nam. Nơi nào có nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, ở đó sẽ có bóng dáng của đặc công Việt Nam. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản dịch của bài viết nói về đặc công Việt Nam trên báo Trung Quốc. Qua theo dõi nhiều bài viết trên báo Trung Quốc, kênh nhận thấy rằng nếu viết gì về quân đội Việt Nam ta thì thế nào họ cũng chèn thêm sự so sánh với quân đội của họ để nhằm chê bai vũ khí hay các phương tiện của ta lạc hậu. Tuy nhiên thì trong bài viết này, Trung Quốc đã không dám đưa lực lượng đặc biệt của họ so sánh để chê chúng ta như các bài khác. Qua đó cũng đủ thấy lực lượng đặc công của Việt Nam rất được coi trọng. Cũng vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.